Luận Đại Trí Độ, quyển 68. Phẩm thứ 46, Ma Sự, Kinh. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật tán thán công đức của các thiện nam thiện nữ phát vô thượng Bồ Đề tâm, hành sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Như vậy vì sao cũng có những thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mà còn gặp lưu nạn? Phật dạy: Muốn thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thật hành bát nhã ba la mật mà chẳng đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên khi thuyết pháp biện tài chẳng liền sanh. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi đang thuyết pháp mà chợt khởi ý thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì thật hành sáu pháp ba la mật mà lại chấp sự lạc thuyết khiến biện tài liền mất. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm khởi kinh mạn thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà đùa cợt chẳng cung kính thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn chẳng an định thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà có các việc chẳng hòa hợp thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật mà giấy niệm nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý vị trong kinh, bèn bỏ đi chẳng chép nữa thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng giảng nói tránh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật mà khởi tâm khinh khi ngạo mạn thì đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật mà thân tướng trao động đùa cợt thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà giữa những người đồng tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật mà tâm chẳng hòa hợp thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, nếu thiện nam thiện nữ nào tự niệm rằng mình chẳng hiểu được ý vị trong kinh rồi liền bỏ đi chẳng muốn biên chép Bát Nhã Ba La Mật nữa thì đó là ma sự của Bồ Tát. Vì nhân duyên gì mà Bồ Tát này chẳng hiểu được ý vị trong kinh khiến phải bỏ đi? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì đời trước hành sáu pháp ba la mật chưa được bao lâu, chưa có được công đức sâu dày, nên này nghe thầm Bát Nhã Ba La Mật liền nghĩ rằng mình chẳng ghi nhận được gì. Do nghĩ như vậy nên Bồ Tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi bèn đứng dậy bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì chẳng thọ ký cho hạng Bồ Tát này? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, người ấy chưa vào được pháp vị Bát Nhã Ba La Mật thì chưa được chư Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình chẳng được đề cập đến? Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy bỏ đi. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ở trong thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh vị của hạng Bồ Tát này? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì người chưa nhập pháp vị, chưa được thọ ký thì chưa có được danh vị ở trong Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình chẳng được đề cập đến ở nơi đây? Do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy bỏ ra đi. Phải biết rằng cứ mỗi lần khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn cầu vô thượng Bồ Đề. Luận: Hết thảy các pháp hữu vi đều có tăng có giảm, có trái nhau, do vậy mà có đối nghịch nhau, có nhiễu hại lẫn nhau. Ví như nước có thể diệt được lửa, thế nhưng khi thấy lửa tăng trưởng mạnh mẽ thì lửa lại có thể diệt được nước, dẫn đến súc vật cây cỏ cũng nhiễu hại nhau. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng sao tránh khỏi sự quấy nhiễu bạo hành do chúng sanh gây ra. Bồ Tát tuy có đại bi tâm chẳng cùng với chúng sanh gây oán thù, nhưng trái lại vẫn có nhiều chúng sanh oán ghét Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát thọ thân hữu vi nên chẳng sao có thể tránh khỏi các lưu nạn do chúng sanh gây ra. Trước đây Phật dạy rằng do công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thiên Thượng hộ niệm
Trước đây Phật chưa có nói đến các trường hợp bán tặc tác hại do chúng sanh gây ra để nhiễu hại Bồ Tát. Nay Phật thương xót chúng hội và ngài Tu Bồ Đề nên đã rộng nói về các ma sự. Nên biết Phật giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, thế nhưng vì Bồ Tát phát nguyện làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên Phật cần phải chỉ bày rõ, phải phân biệt rõ các sự tướng sai khác như tốt và xấu, đạo và phi đạo, lợi và hại, vân vân, cũng nêu lên các lưu nạn có thể xảy ra trong quá trình hành Bồ Tát đạo. Do đã biết được các lưu nạn có thể xảy ra, nên Bồ Tát có thể tự điều phục dễ dàng, giữ được tâm kiên cố, tinh tấn tu hành Bồ Tát đạo để mau được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: vì sao người hành Bồ Tát đạo vẫn còn bị lưu nạn? Đáp: Bồ Tát tuy đã phát tâm cầu vô thượng đạo, tuy đã vượt ra ngoài tâm phàm phu, nhưng vẫn còn thọ sắc thân nên chẳng sao tránh khỏi ách nạn như bệnh hoạn, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Bởi vậy nên các ma quỷ, các kẻ tà nghi ác kiến, bất tín, vân vân có được chỗ tiện lợi để gây tác hại, quấy phá Bồ Tát. Nói chung tất cả những gì quấy nhiễu, làm trở ngại quyết tâm tu hành Bồ Tát đạo đều gọi là oán tặc của Bồ Tát, đều là ma đến để quấy nhiễu Bồ Tát cả. Nên phân biệt có hai loại ma, đó là nội ma, tâm phân biệt các pháp, tâm chấp thế gian pháp, tâm yêu sầu nghĩ rằng mình chẳng được pháp vị, vân vân, là nội ma. Ngoại ma, các nạn ác thú, độc trùng, cướp bóc, phỉ báng, vân vân, là ngoại ma. Trong kinh có nói đến bốn loại ma, đó là: một, phiền não ma, tất cả các phiền não đều gọi là phiền não ma. Hai, ngũ ấm ma, do các phiền não thập khí hòa hợp tạo thành các nghiệp báo nhân duyên nên mới dẫn đến có thọ sắc thân. Sắc thân do bốn đại hòa hợp tạo thành là hữu vi pháp nên là vô thường, là khổ. Lại nữa, do năm ấm chi phối mà khởi sanh ra tham sân si cùng vô lượng các phiền não. Đây là do sáu căn giao tiếp với sáu trần dẫn sanh ra sáu thức, rồi sáu thức lại hòa hợp với nhau khởi sanh ra vô lượng thức vậy. Bởi vậy nên gọi là ngũ ấm ma. Ba, tử ma, khi vô thường hiện khởi làm tán hại bốn đại tạo ra sắc thân, phá vỡ sự tương tục của năm ấm thân, khiến mạng căn phải đoạn dứt, hữu tình phải chết, đây là tử ma. Bốn, thiên ma, thiên ma là tên dùng để gọi chung các loài ma ở trên cõi trời, do còn các chủ nhân ưa thích thế gian lạc, ưa chủ hữu sở đắc nên thường sanh tâm tật đố tà kiến đối với các bậc thánh hiền. Do có sức thần thông biến hóa tự tại nên các thiên ma thường làm ngăn trở sự thành tựu huệ mạng của chư thánh hiền. Hỏi: nói về ngũ ấm ma là đã nhiếp trọn các loài ma rồi, như vậy vì sao còn phân biệt bốn loại ma làm gì nữa? Đáp: thật ra chỉ cần nói ngũ ấm ma là đầy đủ rồi. Ví như nhân duyên có năm ấm mà khởi sanh ra các phiền não nên mới nói phiền não ma, nhiếp trong ngũ ấm ma. Do nhân duyên có các phiền não như tham dục, sân nhuế, phá hoại thân tâm đưa đến sự đoạn dứt của mạng căn nên nói tử ma, cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Các loài thiên ma do có thần thông biến hóa thường đem tâm tật đố tà kiến đoạt huệ mạng của những bậc tu hành, đó cũng là nhân duyên đưa đến sự đoạn mạng, đoạn mạng nên cũng nhiếp trong ngũ ấm ma. Thế nhưng cũng cần phải phân biệt rõ ràng bốn loại ma để người tu được dễ dàng trong việc hành đạo. Hỏi: vì sao thiên ma thường não loạn người tu hành? Đáp: đã có thân năm ấm là có phiền não khởi sanh. Khi đã có phiền não khởi sanh thì thiên ma được chỗ tiện lợi để hòa hợp năm ấm phiền não. Bởi vậy nên khi nói đến phiền não ma là đã có sự hòa hợp của ngũ ấm ma rồi vậy. Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: trước đây Phật đã tán thán công đức của Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, vì sao nay Phật lại nói đến các ma sự của Bồ Tát? Những gì là ma sự của Bồ Tát? Phật giải: khi thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát ngồi trên tòa cao để thuyết pháp mà biện tài chẳng sanh ắt sẽ làm cho người nghe sanh khởi phiền não thắc mắc về lý do vì sao pháp sư chẳng chịu nói pháp trong lúc thính chúng đang nóng lòng muốn được nghe. Do suy nghĩ như vậy mà người nghe khởi niệm bất kính đối với pháp sư, cho rằng pháp sư sợ hãi nên chẳng nói, hoặc pháp sư có phạm lỗi gì thâm trọng nên chẳng nói, hoặc pháp sư chẳng được cúng dường nên chẳng nói, hoặc pháp sư khinh thường thính chúng nên chẳng nói, vân vân. Đây là các nhân duyên phá hoại tín tâm của những người nghe pháp. Bởi vậy nên khi pháp sư muốn nói pháp mà chẳng nói được thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ví như có nhiều lần Phật hỏi ngài A Nan về một vấn đề gì mà ngài A Nan bị ma ám chẳng đáp lại được, ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: vì nhân duyên gì mà biện tài chẳng sanh được?
Phật dạy, do Bồ Tát chẳng hành đầy đủ 6 pháp ba la mật, do nhân duyên đời trước độn căn giải đãi, vân vân, nên ma có được chỗ tiện lợi để phá hoại, khiến điện tài chẳng sanh. Lại nữa, do Bồ Tát chẳng có nhất tâm tinh tấn hành 6 pháp ba la mật nên biện tài chẳng sanh. Hỏi: vì sao nói khi đang thuyết pháp mà chợt khởi ý cũng gọi là ma sự của Bồ Tát? Đáp: nếu pháp sư còn ái pháp, chấp pháp, cầu danh, thích nói nhiều thì chẳng sao có thể tự kiềm chế được. Ví như nước chảy mạnh lôi cuốn theo các chất uế trược vậy. Bởi vậy nên Phật dạy rằng người hành bát nhã ba la mật mà còn chấp pháp thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Trong kinh cũng nêu lên những ma sự khác nữa như sau: biến chép kinh quyển bát nhã ba la mật mà tâm khởi kiêu mạn, biến chép kinh quyển bát nhã ba la mật mà điều đùa cợt chẳng cung kính, biến chép kinh quyển bát nhã ba la mật mà tâm tán loạn chẳng được an định, biến chép kinh quyển bát nhã ba la mật mà có các việc chẳng hòa hợp, biến chép kinh quyển bát nhã ba la mật mà giấy niệm nghĩ rằng mình chẳng hiểu được ý vị trong kinh rồi bỏ đi chẳng biến chép nữa. Thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà khởi tâm khinh khi ngạo mạn, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà thân tướng trao độc đùa cợt, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà giữa bạn đồng tu khởi tâm khinh miệt lẫn nhau, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà tâm tán loạn, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật mà tâm chẳng hòa hợp, vân vân. Tất cả những sự việc như vậy đều là ma sự của Bồ Tát cả. Hỏi: vì sao chẳng hiểu được ý vị trong kinh mà chẳng có hỏi người khác để được rõ thêm lại tự ý bỏ đi? Đáp: kinh bát nhã ba la mật từ kim khẩu của Phật thuyết ra, ý vị rất thâm diệu nên hàng phàm phu khó có thể tin, khó có thể hiểu được. Bát nhã ba la mật là kho chân bảo thanh tịnh, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên ngài tu Bồ Đề muốn biết nguyên nhân vì sao có các vị Bồ Tát chẳng hiểu được ý vị trong kinh mà phải bỏ đi. Phật dạy: vì đời trước những người ấy hành bát nhã ba la mật chưa có được bao lâu nên tín căn còn cạn mỏng, chưa tìm được các pháp, đều là không vô tướng vô tác, đều là vô sở y. Bởi nhân duyên vậy mà sanh loạn tâm, tự ý bỏ đi, chẳng còn muốn biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật nữa. Lại nữa, những người ấy nghĩ rằng Phật chẳng có thọ ký cho mình nên tự ý bỏ đi. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: vì sao Phật chẳng thọ ký cho những người ấy? Vì sao Phật chẳng hộ niệm cho những người ấy để họ khỏi bị đọa? Phật dạy: người chưa vào được chánh pháp vị thì chư Phật chẳng có thọ ký. Vì sao? Vì nếu chưa đầy đủ các thiện hạnh, nhân duyên thì còn gây tội lỗi ở nhiều kiếp sau, do vậy mà chẳng được Phật thọ ký. Kinh: lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát nào bỏ bát nhã ba la mật mà học các kinh khác thì trọn đời chẳng có thể được nhất thiết chủ trí. Đây là bỏ gốc mà vin cảnh lá, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy học theo những kinh gì mà chọn chẳng đến được nhất thiết chủ trí? Phật dạy: này tu Bồ Đề, đó là những kinh mà hàng thanh văn tu tập như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác tri, tám thánh đạo, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn. Thiện nam thiện nữ nào an trú trong các pháp trên đây thì chỉ được các quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, hàng thanh văn tu tập như vậy chẳng thể nào đến được nhất thiết chủng trí. Này tu Bồ Đề, từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh chư đại Bồ Tát, thành tựu hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Do vậy mà khi hành bát nhã ba la mật thì đồng thời Bồ Tát cũng liễu đạt được hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Này tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ nào chỉ học thanh văn pháp mà chẳng hiểu Bồ Tát pháp và Phật pháp thì qua đời sau người ấy cũng sẽ chỉ viên lấy cành lá là kinh thanh văn và kinh bích chi Phật mà bỏ cội gốc là kinh bát nhã ba la mật vậy. Này tu Bồ Đề, ví như người nhìn dấu chân voi mà nói là đã thấy được voi, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy: này tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe được bát nhã ba la mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh thanh văn và bích chi Phật thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, ví như người nhìn vũng nước đọng ở dấu chân châu mà cho là đã thấy được biển lớn, ý ông nghĩ sao? Người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy.
Phật dạy, này Tu Bồ Đề cũng như vậy, đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, nghe điều Bát Nhã Ba La Mật, rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người nhìn thấy tướng mạo của một vị tiểu vương mà cho là đã thấy được vị chuyển luân thánh vương, ý ông nghĩ sao, người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề cũng như vậy, đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạt nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người đang đói bỏ cơm nóng thơm ngon để rồi đi tìm ăn thứ cơm thiêu lâu ngày, ý ông nghĩ sao, người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề cũng như vậy, đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ý như người được Mani Bảo Châu mà lại bỏ đi đổi lấy loại ngọc giả bằng thủy tinh, ý ông nghĩ sao, người ấy có phải là người có trí huệ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải là người có trí huệ vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề cũng như vậy, đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi mà lại bỏ đi để học theo kinh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào khi đang biên chép Bát Nhã Ba La Mật mà ưa nói những sự việc chẳng đúng với chánh pháp, thì người ấy chẳng sao thành tựu được việc biên chép Bát Nhã Ba La Mật. Thế nào là ưa nói những việc chẳng đúng với chánh pháp? Này Tu Bồ Đề, đó là ưa nói về sắc thanh hương vị xúc và pháp, ưa nói về bố thí trì giới thiền định, ưa nói về sáu pháp ba la mật, ưa nói về bốn niệm xứ, dẫn đến ưa nói về vô thượng Bồ Đề. Ưa nói như vậy thì chẳng sao thành tựu được sự biên chép Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng để nói vậy. Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghị tướng, bất danh tướng, bất diệt tướng, bất cấu tướng, bất tịnh tướng, vô thuyết tướng, vô thị tướng, vô ngôn ngữ tướng, là vô sở đắc tướng vậy. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có các pháp tướng. Nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại để tâm tán loạn, duyên theo pháp cảnh, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này có thể biên chép được chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể biên chép được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không. Vì năm Ba La Mật kia dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là tự tánh không cả. Đó là tự tánh không thì là vô pháp, mà đã là vô pháp thì chẳng có thể biên chép được vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà giấy niệm nghĩ rằng vô pháp là Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại giấy niệm nghĩ rằng ta có biên chép Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô văn tự, vì năm Ba La Mật kia dẫn đến nhất thiết trùng trí là vô văn tự vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà giấy niệm nghĩ rằng vô văn tự là Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến giấy niệm nghĩ rằng vô văn tự là nhất thiết trùng trí, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì khi thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chẳng nên niệm Bát Nhã Ba La Mật là có văn tự, hay là chẳng có văn tự vậy. Lại nữa, mà khi biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật lại tưởng nhớ đến quốc độ thành ấp tụ lạc, hoặc lắng nghe những lời tán thán hay hủy báng thầy mình, hoặc tưởng nhớ đến cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc của mình, hoặc khởi bất cứ niệm gì khác, thì phải biết đó là do ác ma gây lưu nạn nhằm phá hỏng việc thọ trì đọc tụng biên chép, dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật của người tu hành. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, lại còn ham danh vọng lợi dưỡng, ham được sự cung kính cúng dường, thì người ấy chẳng sao thành tựu được việc thọ trì đọc tụng biên chép
dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật vậy? Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo, thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật, thì ác ma tìm đủ phương tiện để đem các kinh thâm nghĩa khác đến tặng nhằm gây lưu nạn. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát đã đầy đủ các lực phương tiện thì sẽ chẳng sanh tâm chấp đắm, vì biết rõ các kinh ấy chẳng thể nào dẫn đến nhất thiết trùng trí được. Trái lại, người chẳng có đầy đủ các lực phương tiện khi nghe nói đến các kinh thâm nghĩa khác sẽ bỏ bát nhã ba la mật vậy. Này tu Bồ Đề, trong thâm bát nhã ba la mật, ta đã dọc nói về các phương tiện hành đạo của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát phải y theo đó mà hành trì, thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà bỏ thâm bát nhã ba la mật để học theo các kinh thanh văn và bích chi Phật, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, nay ta vì các thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo, nói đến các ma sự của Bồ Tát, trong lúc hành Bồ Tát đạo, ông phải nên biết rõ như vậy.